Hello. Leo. hello, hello, dear. hello, dear. hello, 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 everyone, uh, welcome back to my channel. First of all, I would like to uh, say happy uh, Merry Christmas and a happy new year to uh, everyone, especially all the support I got from uh, you guys. So, secondly, today I'm going to show you around the um, my neighborhood, where I live and uh, where I get all the uh, ingredients that I cook for uh, all the dishes. But most of the place went to is a uh, Vietnamese place. So I'm going to uh, speak Vietnamese and roll down the uh, English sub on the bottom. I apologize for that. So let's follow me and uh, I'll show you around. Hello các bạn, hôm nay mình uh, trước hết mình chúc các bạn một mùa Giáng sinh vui vẻ ha. Hôm nay đúng là ngày về Giáng sinh luôn Rồi mình sẽ đi Trong video này mình sẽ đi vòng vòng Cái đường Bởi Le Có những tên đường mà tên Mỹ Nhưng mà nó, nó ghi luôn là tên đường của Việt Nam mình luôn Rồi những cái khu chợ Những khu uh, cà phê đồ Của Việt Nam mình là làm chủ Trên cái đường mà mình đang ở toàn Đa số là Việt Nam không Nên mình sẽ quay video Về cái video đó Nhưng mà xin lỗi các bạn là Mình không có vô trong được tại vì uh, covid á, rồi nó uh, nhiều chợ đóng cửa, nên mình chỉ quay vòng vòng ở ngoài cho các bạn biết sơ lược về cái khu Houston như thế nào thôi. Hai các bạn chuẩn bị đi, đi chưa? rồi mình bắt đầu ha. Hello các bạn, à, giờ mình bắt đầu đi uh, rước thằng cháu. Bây giờ bắt đầu đi, đi trên đường từ nhà của nhà của cháu của mình Bắt đầu mình đi ra đây ở cái nhà kế bên nhà mình nó chuẩn bị đèn nên buổi bây giờ buổi sáng nên họ không bắt đèn trước hết mình phải ra cái cổng cái cổng này là cái cổng nó mở cửa cho mình uh, ra xe nếu mình ra cái cửa đóng thì mình phải đợi chút xíu mới ra trước mặt của mình nữa là cái uh, chỗ siêu xe ngay trước mặt nhà luôn vừa ra là tới ngay trước mặt nhà bắt đầu uh, bây giờ bắt đầu mình trên đường mình đi đây là cái khu nhà bên ngang hông với khu nhà của cháu mình. Ở đây là lần đằng, đằng sau của nhà khu nhà của cháu mình. Hôm nay mình sẽ đi cái đường Béo Le, cái gọi cái đường là của Việt Nam mình ai cũng biết hết. Cái đường này đa số là chợ, nhà hàng, rồi uh, cà phê, quán cơm, quán phở, bán đồ và phụ tùng rồi đa số người Việt Nam mình nhiều nên mình muốn quay video này để các bạn nào tiểu ăn khác hay là tiểu hay là bên Việt Nam thì biết về cái Houston mình nếu mà có dịp qua Houston thì những cái khu này phải đi để biết biết có chợ Việt Nam là nhiều để mình biết mình đi đây mình đang đến trường về Bê Lê nè đều Phổ nhưng mà đường đường thẳng mình quẹo trái là đường Bê Lê Bê Lê nó có tên là đường Đại Lộ Sài Gòn Là cái tên đường của Việt Nam mình á Để lên tên tên đường Tức là tên đường là Bê Lê nhưng mà mình Mình lấy tên Việt Nam mình để lên Việt Nam mình ở nhiều đó Nên bầu mình bỏ tên đường Đại, Lộ Sài Gòn Để cho người khu biết khu là khu Việt Nam Nhưng mà không biết tại sao Khu này Việt Nam ở nhiều nhưng mà không biết tại sao họ gọi là China Town, China Town là giống như khu tàu nhưng mà toàn đa số Việt Nam mình ở mà. Bắt đầu mình quẹo trái vô cái khu Bellevue này. Hôm nay là sáng uh, Christmas á, nên uh, trên đường á, ít xe lắm. Tại đa số hôm qua là người ta nhận được nghỉ lễ á, Christmas Eve người ta nghỉ lễ. Nên là sáng chủ uh, sáng hôm nay là lễ nên ta, hôm qua người ta ăn chơi rồi nên giờ uh, Sáng người ta còn ngủ nên giờ ra đi dấn lắm. Cái khu này cũng là khu Việt Nam. Cái uh, public storage á, là cái chỗ mà thí dụ mình bỏ tiền vô mình mình mướn cái khu đó mình bỏ đồ trong mỗi tháng mình trả nhiêu còn cái khu này cũng khu tàu của việt nam đó đức Hưng đó bán heo quay còn easy pawn này ngay cái đường easy pawn này là họ giống như là người ta người ta không có tiền người ta đem đồ nó ta tới người ta bỏ đó xong rồi cái chỗ này nó nó lấy rẻ lại rồi mình hai mốt mình tới chuột cái này là đường thức với đường Lê Ngương Vĩ Là ở cung tên Việt Nam mình luôn Trên đường đi mấy cái bảng nó, nó chỉ là mình đường đi, nên đi đường nào rồi Có cái mũi tên đó Cái chỗ easy Point này là cái mấy cái chỗ mà như là cần lắm mới vô mình mình bỏ bỏ đồ trong mình để mình lấy số tiền để mình giống như là bên Việt Nam mình, mình cho mướn cho ấy vậy đó. Đây là khu nhà bên tay phải. Nhà thờ nè, cái này nhà thờ Tàu. đây là chùa tàu nè chỗ chỗ bánh xe, bánh xe bánh xe cũ mình tới đó mình thay Ở đây là cây xăng, cây xăng là là Shell Như là chợ Nhà hàng McDonald Ở bên đây nhiều cây xăng lắm Nhiều cây xăng tên khác nhau như là Shell Chevron, rồi Exxon Nhiều loại cây xăng khác nhau Nhưng mà vòng vòng đây nhiều cây xăng Tại họ tranh với nhau, họ tranh giành khách với nhau Dù bên cây xăng này nó làm bự, nó mở rộng rồi Cây xăng đau mặt nó, nó cũng làm y hình vậy đây là đường hồ hồ Ngọc cẳng cái tên uh, cũng tên việt nam luôn Bên khu này cũng là khu việt nam này. ở đây cũng khu việt nam luôn có cái chỗ tên là extreme fish and pet đó, là chỗ đó bán cá bán đó nữa nó đó phở con bò bây giờ mình quẹo cho một cái khu gọi là Hồng Kông 4 trong khu này á có nó nổi tiếng lắm nó nó, nó có đủ thứ chợ phở, phở nhà hàng tiệm vàng đầy hết luôn cái đầu tiên này là mình chỉ các bạn là nhà hàng Ocean Palace các bạn từ bang khác qua hay là việt uh, việt nam qua đây chơi á thì cái Ocean Palace này nó rất là nổi tiếng các bạn nên đến đây ăn như là cái khu uh, hồng công 4 này cũng là gọi là hồng không Cinema này á rất có nhiều chỗ để chơi chỗ bán áo dài chỗ nước đổ nước rồi chỗ tiệm vàng tiệm tổ bán nước thấp dầu cà uống rồi quán nhà hàng quán ăn này có đầy đủ chỗ này hết bây giờ mình đang về trong khu đó có phòng này bác sĩ nè nhà đa tự diệu đa rồi uh, tiệm nail no supply, best no supply, rồi top. Rồi có bảo hiểm, rồi chỗ nước, tiệm vàng. Tiệm vàng trong đây hình như 4 5 cái luôn. Rồi có phở danh. Tiệm vàng bảo ngọc nữa. Tiệm nước with switching rồi AT&T, rồi bánh mì, rồi tiệm mạng thành lợi. Như mình nói hồi nãy trong này nhiều tiền vàng lắm 4 năm cái luôn nó mà nó gần gần nhau không Gần này vàng Ngọc Minh Rồi chỗ bán nhà nè Beauty or Mortgage Rồi Phương My là chỗ bán CD CD rồi mình nói Ngọc Trâm, tìm vàng Ngọc Trâm cái này trước cái chợ Hồng Kông, Hồng Kông cái chữ Hồng Kông bự vậy đó bên phải là đi bakery là bán đồ như là bánh trái còn bên trái hình như là ghi là chữ seafood là nó bán về đồ hải sản đây là trước chợ hồng kông thường thường ta đậu xe trước đây người ta để emergency để đèn ấy, cho biết người ta bỏ người xuống cho nó gần ấy. nhưng chiếc xe trước nào bỏ người xuống đèn có bán chỗ bán thuốc pharmacy rồi sài gòn dịch vụ hải Lơi energy đây là cái chỗ này là cái uh, giống như cái hồ vậy hồi đó chỗ này trồng sen nhiều lắm nhưng bây giờ người ta lắp cái sen lại người ta trồng cây đâu rồi chỗ này là bamboo chỗ này là chỗ nhà hàng của người nhật lâu là là chỗ của việt nam nhưng mà bây giờ ta không có mướn nữa nên cái chủ hồng kông lại cho lại chỗ chỗ người người nhật hay đại hàn gì hay những đại hàn họ mướn cái chỗ này ta bán lại bây giờ mình sẽ ra cái khu hồng kông đó rồi mình sẽ chạy qua cái khu khác cái khu này gọi là Kim Sơn Cái chỗ này cũng là nổi tiếng Việt Nam đó. Cũng Houston lắm Nên các bạn tới đây thì cũng nên tới Kim Sơn Cái nhà hàng đó, nhà hàng rất lớn Mà trong khu sơm Kim Sơn nó có cái đài 900 Đó, đây là đường Bèo Lê nữa nè Đài Lâu Sài Gòn Mình cho ra cái đường hồi nãy Bên kia đường, đó, ngay chỗ cái cái người vô uh, gia cư đang đứng đó là cũng là cây xăng Rồi mình đang, đang chờ đèn xanh đèn đỏ để mình quẹo phải đi xuống cái khu nhà hàng Kim Sơn. Đó đây cũng là khu khu Việt Nam nên nó để cái bảng là Sương Hương Restaurant là nhà hàng Thanh Tâm Thơ Phu Soi Chè. Cũng là khu Việt Nam luôn. khu bên phải này cũng là khu Việt Nam có bánh mì chim hưng rồi uh, pizza đây uh, trên đường Beo Air cũng có tên Việt Nam mà chiến chiến sĩ vô vô danh đó. bây giờ mình quẹo vô khu uh, Kim Sơn nhà hàng Kim Sơn mình nói bên phải là có nhà tiệm vàng Minh Chí ở đây là cái nhà cái nhà băng gọi là Metro Bank cái nhà băng của Tàu nhưng mà vô đây họ nói tiếng Việt nhiều lắm tại có nhiều người Việt làm cho mình lắm nhiều người tạo biết nói tiếng Việt nữa uh, Metro Bank nhưng mà giờ đổi thành is West Bank rồi bakery này là cái chỗ bán bánh mì bên phải mình có uh, rất nhiều chỗ để uh, ăn chơi như quán kem rồi quán bánh cái quán ông già này lâu luôn hồi đó mình đi tới đây hoài nè mình ngồi đó cái mình uh, mua cái bánh giống như bánh việt nam gọi cật khỉ bánh chiên bột chiên á cái ngồi đó mình uh, ăn uống cà phê còn này uh, Thái Restaurant là nhà hàng của Thái đất Việt, hàng ao kim châu toàn là nhà hàng kim châu tiệm vàng kim châu toàn là việt nam đó cái sài gòn sgn đó là đại 900 ở trên houston đó. chỗ này chỗ này là nhà hàng kim sơn nè bên tay phải nè đó, vô bên cửa này là vô trong nhà hàng Kim Sơn ăn, ăn Bên đây có tiệm vàng, khai Thới chỗ ấy răng Mình tay trái này là cái chỗ bán nước thấp dầu cà mình ngồi mình có thể Ngồi ngồi dry tu á, mình uống À, chỗ này mình ra đường rồi, bên nó quay, bên phải quay cái chỗ nhà hàng, Nó chia khu là buffet rồi. Bây giờ mình vòng lại. Hôm nay sáng, sáng, uh, um, sáng thứ sáu, Tháng thứ năm thứ sáu. Christmas nên trên trên đường ta ngủ còn ngủ nên ít xe hết. Hôm qua đi chơi khuya rồi về hôm nay mệt nên nằm nhà ngủ rồi. chưa ai thức nên xe ít. Không có đông như mọi người. về trong cái, cái khu khung Việt Nam nữa Cho nên nhiều khu Việt Nam có nhiều khu mình vô quẹo vô Nhiều khu mình chạy thẳng luôn Nhưng mà đây là cái khu gọi là Có phở ngon Cái này là Kim Anh Kim Anh Bảo Hiểm Cái này cũng cho Việt Nam không biết chỗ gì Vườn trái cây Châu răng Dentist Châu bảo hiểm nè hơn và shop mall là vô chỗ nó bán thuốc bán đồ ăn em bán thuốc rồi rượu rồi. Rồi thường kiểu cơm tắm cái này nhà hàng tàu Crown Seafood Restaurant Nail Supply bán đồ dụng cụ cho nail Teletron này là bên Cali hồi qua họ 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 mới 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 build cái này lên, rồi xong họ bán như là đồ uh, mấy giặt, mấy sấy, niệm đồ, mấy mấy đồ dụng cụ đó, bán coffee's này, bây giờ bên Houston mình ăn coffee's nhiều lắm, mình ra số thấy tiệm coffee's nhiều, với chăng Tự do khu Maryland này là chỗ bánh của tàu bán bánh bánh ngọt bánh nướng chỗ này cũng là tàu nhưng mà bán rượu thuốc rồi đó bây giờ mình uh, quẹo ra kia đến đường uh, tiếp nữa đây là một cái xăng cây xăng khác họ tên khác nữa là Phi Philip 66 cái đường ở trên Wilkes như là à. Wilkes yeah. chiến sĩ vô danh là cái đường của Việt Nam mình tiếp chỗ này chỗ bán xe cũ nè mấy chiếc xe cũ người ta đấy đó ta bán vô cho chỗ cái chỗ dealer này dealer này bán lại cho người khác cái này khu tàu cái chợ này khu tàu của mấy cái người mà như làm báo làm gì cái bưu điện bự đó thêm một cây xăng nữa mình đang ở đường uh, buôn với bao lê đó cái chỗ ly sandwich hồi nãy mình mới vô hồi nãy Lee Sandwich này thì uh, cũng là bên uh, Cali qua. Họ bán bánh mì, bán cà phê rồi đồ Khu này vô sao mới mới làm sao này. Với lại khu Theta John hồi nãy mới sao này. Nhưng mà rất là nhiều, nhiều người vô coi. Vô ăn chơi, chỗ này cũng nhiều Việt, đông Việt Nam vô lắm. Hiệp lực này là cái chỗ mà mình cần việc làm á. Mình tới đây mình xin. Mình vô trong mình đơn, điền đơn rồi xin. Rồi mấy người đó giúp cho mình tìm việc làm. Cũng Việt Nam luôn có tường ký cơm tắm nè có hai đà nhà thuốc hai đà Nhưng bây giờ là qua bên Cali luôn rồi không không qua bên Cali mở chi nhánh gì vậy nữa còn này Bella cà phê nè để tìm thuốc nè của Việt Nam luôn nhà thuốc Tây Dorsey Pharmacy Hà Phát là chỗ gửi tiền còn này việc việc tiếng Tofu là cái chỗ bán đồ chay. Nghĩa ngọ là bán bánh mì, rồi chỗ răng là dentist. Bảo hiểm, bánh cuốn thiên thanh, chỗ này là lâu lắm rồi. Lúc mình mới qua tới giờ hai mấy năm mà mình vẫn còn. Ấy. Driving school là cái lớp dạy mấy cái người học bằng lái. Đó, cái chỗ đâu mặt là chỗ Hồng Kông 4 hồi này, hồi nãy mình tới mình quay đó cái chỗ nổi tiếng ai ai tới Houston cũng biết cái chỗ đó bây giờ mình đang ở khu đầu mặt của chợ Hồng Công 4. bây giờ mình trên đường ra gọi khu đó là Lee Sandwich bây giờ V247 nè, chỗ này là bán đồ Việt Nam như bán đồ thơm thuốc thuốc rượu thuốc đồ mấy cấp nào mấy mấy cái món đó đây chỗ chỗ xe này là du ho này là mình vô mình mướn mướn chiếc xe của họ thí dụ một ngày mà mấy, mấy mấy, chục đồng hay là một tiếng mấy trăm đồng đó thì mình mướn chiếc xe đó mình chở đi uh, dọn nhà rồi mướn mấy mấy chiếc xe vậy Và bây giờ mình vô cái khu là tượng đài chiến sĩ Việt Nam nó có mấy cái người lính chỗ đây là Đức Phương thịt chè nó bán chè bán đồ hay là Đức Trương uh, chả giò Vô đây bán chả, bán đồ đủ hết Phiêu lên cà phê Quán cà phê Đây có supply nè Tây đô, bốn mùa hơi Tây đô Pacific Chỗ này như bảo hiểm Đây là cái tịnh lực, chùa tịnh lực á Họ mướn ở chỗ này, họ bán đồ chay Rồi uh, họ bán mấy cái Hai tới thỉnh mấy cái uh, tượng Phật đồ cũng có trong đây luôn. Thì à, làm tóc Helen Helen Salon. Rồi nhà nhà hàng Á Lý vô cái chỗ này à, là nổi tiếng về bán uh, dịch quay. Chỗ gì? chỗ tàu nhưng mà biết nói tiếng Việt. AC uh, Smile Dental. Chỗ răng. Bồ đồ nhà hàng này Bồ đồ. Bistro, hầu đó chỗ cái này nó ở chỗ khác ở mút chỉ khúc dưới nên bây giờ nó mới dọn ra khúc này như các bạn thấy cái bảng đó không? cái bảng đó là họ ghi tên hết trong cái khu đó cái ba có cái chợ gì chợ gì chợ gì chợ gì trong có cái nhà hàng gì gì trong mình nhìn cái bảng đó mình biết cho nó có gì đây là mấy uh, cái tượng của Việt Nam mình khắc lên hình như mấy cái tượng này nghe nói là cả một hình như một triệu mấy nhiêu hai ba bốn triệu gì, không biết hình như, không nhớ rõ nhưng mà họ khắc lên cái tường này, mấy cái tường Việt Nam này tốn tiền Thế trước mặt cũng hay bốn cái tượng đó ở đầu mặt cũng là cái khu Việt Nam không này là cái bảng mình nói nè cái bảng này cái khu này gọi là Universal là nó cái khu gọi là Universal nhưng mà mấy cái bảng người ta tên nó tên coffee là mấy cái tên trong cái khu Universal này nó có đủ thứ nhà hàng rồi người ta đều để cái tên trên cái bảng đó để người ta quẹo cho người ta biết chỗ đó có gì có gì đây cũng là cái, khu Việt Nam mình nói nè nên các bạn từ bán khác qua hai bên Việt Nam qua thì đi Bella này có đủ thứ hết. Đây cũng tên đường Việt Nam đó là Bella Park nhưng mà tên là Hồ Ngọc Cảnh. Cái, cái khu mình mới vừa qua là Master Cup là cái chỗ bán nước còn direct uh, furniture là cũng chỗ Việt Nam không bán niệm mất rồi bây giờ mình đang ở khu này cũng là Việt Nam mà phở điện phở đồ quá trời luôn bên phải có Burger King của Mỹ đường khu quốc này cũng có tên Việt Nam mà hồi nãy nó qua lẹ quá nên không thấy tên gì nó có Burger King có Subway chỗ bánh mì đồ cũng Việt Nam, của Mỹ khu phải này cũng có có là, là toàn là Việt Nam không? Có cái quán cà phê là gọi là Yesterday. Quán cà phê đó cũng nổi tiếng. Đây là cho khu của bác sĩ, mà bác sĩ Việt Nam, bác sĩ Thuận đó. Zoom là cái chỗ uh, mua dụng cụ về xe. Uh, Thêm khu Việt Nam, đó, Phở Bình, Phở Đồ Quốc khu này nó cắt nhiều chợ Việt Nam nha gần gần phở nhà hàng rồi gần gần kế bên nhau thôi mà nên là ai mà muốn qua Houston mà muốn cái khu khu nhiều Việt Nam thì tính khu này chỗ nào cũng có đường Bella cái đường này gọi là đường Khước nhưng mà tên việt là Lê Nguyên Vĩ cũng tên Việt Nam luôn cái khu Việt Nam mình nó là từ hình như đường Deauville chạy xu xu xuống tới đường uh, Wilkes là có tên đường Việt Nam ở Houston á còn sau cái đường uh, từ uh, Bayway trở xuống dưới đường 59 đó, toàn là tên tàu không à nên uh, giống như chia khu khu tàu khu Việt Nam vậy đó. nhưng mà Việt Nam cũng không vô tàu mà thôi nói các bạn mới thấy chia sẻ cảnh sát mới chạy ngang không và họ đang cẩn chuyện gì gấp á họ nhá đèn nên bên mấy cái người ở xe đằng trước thấy xe cảnh sát phải né qua bên để cho cảnh sát nó chạy nó nhá đèn chạy nhanh lên mỗi lần cảnh sát có chuyện gì loại xe nó phải tránh anh ta nhá đèn phải tránh hết đây là thêm một cái cây xăng xe của của ở đây nhiều nhiều cây xăng lắm tại trong khu thành phố nó nhiều cây xăng xe nó có Popeye chicken có pháp hai bán cho bán gà nè cái đường này gì của việt nam tí nữa phạm văn vĩ cái đường này cuối cùng của việt nam rồi chạy 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 lên là không còn những đường việt nam nữa không biết đường này là sai có không nhưng mà đường ở đeo phố này là đường việt nam bây giờ mình đang chạy đây, đến tới đường sai nát đây là chỗ bán xe cũ nè khu này hồi đó cũng là Việt Nam nhưng bây giờ hết rồi giờ hình như Mỹ nó vô ấy rally, rally này cũng là khu vô mình mua phụ tùng đó sửa xe hơi á chỗ rửa xe nè Sau này cũng Việt Nam có nhà nhà bằng Chase trung bình nhà bạn chơi là thanh đa quán nhà hàng Việt Nam không chỗ này là Apple Dentist Apple Dentist là chỗ, chỗ sửa răng nhưng mà cái chỗ này nổi tiếng đó. là nó bự nó có nhiều chi nhánh lắm Houston có nhiều chi nhánh của Apple Dentist đây chợ Warren chợ của Mỹ nhưng mà nó ghi cái bảng trước chợ Warren là có nhà thuốc thuốc luôn lúc nào cũng có có người Việt Nam đứng để giúp giúp mấy người Việt Nam khác lúc nào cũng có diệt sĩ Việt Nam hết tại cái cái chỗ Bori này người Bele sẽ nói là chỗ này khu vực Việt Nam nhiều nên lúc nào cũng có Việt Nam đây để, để giúp các bạn họ oh, đường xe nói chẳng còn còn tên đường Việt Nam tên là Nguyễn Văn Long vậy là cái đường này vẫn còn tên Việt Nam mà cái đường kế tiếp là Elbridge là đường nữa là không còn tên Việt Nam nữa đây là chỗ bán xe cũ này, Đi phải khu này là khu chợ khu g hồi đó lúc mình mới qua đông lắm nhưng bây giờ nó cũng chợ khu g đóng nên chỗ này ít xe leo que leo que đây là nhà hoàng này. cái nhà đỏ đỏ nhà hoàng nè. còn khu này nhà mấy nhà hàng là của việt nam nè. khu kế tiếp con nhà hàng bia, cà phê rồi đây nè cũng việt nam luôn chỗ này cũng chỗ bán xe cũ rồi đây là thêm một cây xăng nữa mà như là Exxon đường Amrish mình mới nói như nãy. Xong khu này cũng là khu Việt Nam tiếp. Cà phê chầm chiếm rồi đủ thứ. Có cà phê xung quanh nè. Tới cái khu này là đường Metro. Từ Metro cho xuống là tới cái khu nhà mình là đường 26. Mà tới cái khu đó là từ Metro cho xuống là không còn chỗ Việt Nam nhiều nữa chỗ này là chỗ Mỹ thì nhiều Mỹ mới chờ nhà hàng Mỹ đó chỗ này là số xe sửa xe này bán bánh xe cũ rồi chỗ xe, xe xe nhầm nhầm này. đây nè đây có bánh xe tiếp Ok các bạn, à, bây giờ mình à, trên đường về tới nhà, nhà mình nè. su xu lên cái đường sắp tới nhà mình nè. À, đường kế tiếp là à, đường mở xong tới 26 là đường nhà mình nè. À, nên à, bây giờ mình à, Bye bye các bạn ở đây ha. Tạm biệt các bạn ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem ha. Chúc các bạn một, một mùa Noel thật vui vẻ. Nếu các bạn chưa đăng ký, like, subscribe hay là share thì làm ơn đăng ký cho mình. À, like, subscribe cho mình. bây giờ vẫn còn à, mấy cái chỗ răng ở trên này nhưng mấy mấy khu này cũng bị nhiều chỗ này là bán bánh xe discount tire chỗ xe cái đường đường này đường mới mình nói à. đường cũng người mới đây là chợ SCB nhưng mà thứ thứ uh, Christmas này, họ đóng cửa là chỗ vắng cà phê is là chỗ của Tào cà phê của Tào chợ HB giờ đã đóng cửa nên không có xe, thường thường có xe nhiều Ok, mình tới đường 26, mình quẹo tới nhà mình rồi Cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn có một mùa Giáng sinh vui vẻ uh, Guys, uh, thank you for watching, uh, how wonderful the day. Uh, Merry Christmas to all